Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như ngày hôm qua chúng tôi đã giới thiệu phần đầu của bài viết Sân Golf Phan Thiết thách thức lò của ông Tổng Trọng. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến phần 2 của bài viết này đến với quý vị và các bạn. Bài viết này khá dài nên chúng tôi sẽ chia ra nhiều phần để gửi đến quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thời gian vừa qua, dư luận hiện nay cũng đã đặt ra câu hỏi về nhóm lợi ích sân golf Phan Thiết. Bài này cố gắng nhận diện nhóm lợi ích này, ai đại diện, ai tham gia mục tiêu kế hoạch thực hiện. Chỉ cần nhập Google từ khóa anh hùng lao động Nguyễn Văn Đông thì thấy nhiều bài viết về Nguyễn Văn Đông. Báo Lề Đảng viết khá nhiều, nội dung chủ yếu ca ngợi anh hùng, dạng người tốt, việc tốt, các báo na ná nhau, đại loại như vậy. Nguyễn Văn Đông sinh năm 1962, quê ở xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp trung học phổ thông. Người thanh niên tên Đông vào Nam, khát khao cháy bỏng đổi đời cơ cực cho mình, cho gia đình và quyết tâm làm giàu. Từ làm thuê đến kinh doanh nhỏ rồi thành lập xí nghiệp phát triển thành công ty, đến nay là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh của tỉnh Bình Thuận, với đảng bộ lớn nhất nước. Nào là vị anh hùng, đại gia nhưng sống giản dị đạm bạc, nào là lo toan cho người nghèo. Thậm chí báo Nhân dân không biết viết thêm cái gì cho anh hùng, đến năm 2010 copy bài trên báo Tiền Phong từ năm 2005 để ca ngợi. Tác giả cần tiền nhuận bút hay ân sủng từ người anh hùng. Xem bài ông chủ doanh nghiệp tư nhân trở thành anh hùng đăng trên Tiền Phong ngày 30 tháng 9 năm 2005, đăng lại trên báo Nhân dân ngày 17 tháng 9 năm 2010. Những bài viết để chạy quảng cáo có nội dung dạng như vậy lề đảng dày đặc, nhất là sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào Phan Thiết gặp Nguyễn Văn Đông, và sau này là sự hợp tác giữa Nguyễn Văn Đông và Phùng Quang Hải, Chủ tịch Tổng Công ty 319, con của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, để thực hiện dự án sân bay Phan Thiết. Trước năm 2015, báo Lề Đảng phải viết khá nhiều về anh hùng lao động Nguyễn Văn Đông. Sau đó một số báo bắt đầu rút bài xuống. Ngay trên trang web của Rạng Đông cũng rút bài. Báo chí Cộng sản Việt Nam có đặc điểm là biết khá nhiều nhưng đưa tin chỉ một phần cùng với một hướng cho một mục đích hoặc theo chỉ đạo nào đó. Ví dụ như trường hợp của Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng. Trước đó báo chí của Đảng ca ngợi nào là bí thư trẻ của một thành phố đầu tàu miền Trung năng động, nào là dám nghĩ, dám làm, quyết đoán, nào là mẫu mực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng khi Trung ương vừa có thông báo chính thức kỷ luật Nguyễn Xuân Anh thì báo chí hướng về Đà Nẵng, nã đạn từ chuyện xe cộ, nhà đất đến chuyện quyền độc đoán, thậm chí lôi cả chuyện vợ con học hành bằng cấp ra luôn. Với anh hùng Nguyễn Văn Đông cũng vậy, chưa biết khi nào thì báo chí Lề Đảng mới được chỉ đạo công bố hết sự thật. Ngược thời gian về trước, năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc, khi Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng kêu gọi tổng động viên, cả dân tộc phải tiếp tục gồng mình gánh tiếp hai cuộc chiến đẫm máu, hao người ở biên giới phía Bắc và chiến trường Campuchia. Ở Quảng Ngãi, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên mỗi năm có hai đợt tuyển quân bổ sung liên tục cho chiến trường Campuchia kéo dài cho đến năm 1985. Học sinh tốt nghiệp cấp 3 một số rất ít học các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, còn đa số nam thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều người học cùng lứa tuổi với Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1960 đến năm 1965, lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quốc tế, còn số rất ít được tiếp tục đi học. Nhưng với điều kiện lý lịch tốt và học xuất sắc. Trước đổi mới năm 1986, chế độ xét lý lịch để cho đi học rất ngặt nghèo. Trong gia đình có người tham gia chế độ cũ và lý lịch nhóm 3, nặng hơn nữa là nhóm 4 không được đi học. Thậm chí sau năm 1986 vẫn còn xét lý lịch khắt khe, nổi tiếng là vụ Nguyễn Mạnh Huy ở Quy Nhơn, được báo Thanh Niên đăng tải gây xúc động dư luận. Lúc đó tra Google từ khóa Nguyễn Mạnh Huy báo Thanh Niên để đọc. Nói về lý lịch, Nguyễn Văn Đông có lý lịch chính trị gia đình rất xấu đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Đông có ông nội và bác ruột tham gia nhánh đạo Cao Đài ở Đà Nẵng, thân phát xít Nhật theo chính sách Đại Đông Á, có liên quan đến Tổ chức Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, đã gây nhiều khó khăn cho mặt trận Việt Minh, nên Tổng khởi nghĩa năm 1945 cách mạng xếp những người này vào đối tượng có nợ máu với nhân dân và bị xử tử hình tập thể. Còn cha của Đông trước năm 1975 là hạ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lợi dụng quan hệ với một số tướng tá đã lừa đảo gia đình quân nhân cán chính bị an ninh quân đội bắt nhốt. Sau năm 1975 tiếp tục lừa đảo người dân Quảng Ngãi bị bắt giam ở các trại giam Kim Sơn, Nghĩa Bình vào trại giam, rồi mà cũng tiếp tục lừa đảo cán bộ công an lấy tiền mua xi măng thời bao cấp, lại bị bắt và bị biệt giam. Mẹ của Đông trước năm 1975 buôn bán nhỏ tích cóp cùng với số tiền vàng của chồng làm dịch vụ chạy giấy tờ cho các gia đình quân nhân cán chính để mua vàng tích trữ. Lúc đó vàng khá rẻ. Sau năm 1975, những người mua nhà đất gửi tiền ngân hàng đều bị mất, nhưng mẹ của Đông mua vàng nên bảo toàn được tài sản. Rõ ràng với lý lịch quá đen như vậy thì Nguyễn Văn Đông không thể nào đi học được. Còn nếu ở quê hương cách mạng Đức Phú, Mộ Đức thì Đông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo những người thanh niên, làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia mà nhiều gia đình nơm nớp lo lắng mỗi khi chậm thư hoặc nghe có báo tử về xã. Anh em Nguyễn Văn Đông cần phải trốn nghĩa vụ quân sự, còn mẹ Đông chạy nợ vì rất nhiều người bị lừa đảo từ trước năm 1975 của chồng đã gây sức ép đòi nợ. Nhưng bà không trả, chính vì vậy mà mẹ và anh em của Đông buộc phải rời bỏ quê hương đi vào phương Nam. Trong khi cha Đông đang bị giam giữ ở trại giam Kim Sơn, tỉnh Bình Định. Ra tù, cha Đông về quê Mộ Đức vẫn tiếp tục lừa đảo nhưng với quy mô nhỏ hơn. Sau này giàu có, đại gia Nguyễn Văn Đông có mang tiền về quê trả nợ cho một số người, còn mẹ Đông thì thỉnh thoảng về quê thăm và làm từ thiện. Vì trốn nghĩa vụ quân sự nên không thể đến những khu đô thị, thành phố lớn. Lúc đó đa số dân Quảng Ngãi hay đến những vùng như Đức Linh, Tánh Linh, Long Thành, Bà Rịa. Người trước giới thiệu người sau đến khai khẩn đất đai, cưu mang nhau để định cư trên một vùng đất mới. Mẹ con của Đông đến Bắc Ruộng là một xã thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Thuận Hải. Đây là vùng kinh tế mới có nhiều người Mộ Đức và bên ngoại của Đông vào lập nghiệp trước đó. Sau này phân tánh đơn vị hành chính cấp xã và có những địa danh của các xã như Mộ Đức, như Đức Phú, Đức Tân. Dân ở đây đa số làm nông và làm rừng. Vào rừng lấy gỗ bán để cho các đầu nậu cung cấp cho những người làm nhà. Thanh niên có sức khỏe đi buôn lậu, chuyển sản phẩm nông nghiệp, lâm sản đến các vùng khác và mua hàng nơi khác chuyển về địa phương. Nên nhớ thời bao cấp ngăn sông cấm chợ, thời này có câu nằm ngửa thấy Trần Kiên, nằm nghiêng thấy Đỗ Mười. Hàng hóa bị bắt tịch thu, những người kinh doanh lưu thông hàng hóa thường bị gọi là những danh tính miệt thị như con buôn, dân buôn, buôn lậu, con phe. Thậm chí chửi nhau bằng câu đồ con buôn để chỉ người xấu xa không ra gì. Với số vàng tích lũy được, mẹ Đông mở quầy tạp hóa ở chợ Măng Tố và đầu tư cho các con làm ăn. Anh của Đông mở tiệm vàng, phần Đông cũng đi buôn như những người khác. Mẹ đưa tiền cho đi buôn nhưng không thành công. Có hai lần buôn trầm hương bị công an bắt lấy sạch. Đông chuyển qua làm bầu số đề. Một thời gian lại bị công an huyện Tánh Linh bắt giam 2 tháng về tội đánh bạc. Em của Đông phải chạy trốn tận Cà Mau, lánh một thời gian. Mẹ và anh của Đông ở ngoài lo chạy để vụ này qua. Sau này ra tù, Đông chuyển qua làm xây dựng, phát lên nhờ làm đường giao thông miền núi. Lợi dụng làm đường cho xe cẩu khai thác gỗ chuyển cho các nhà đầu nậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Gỗ ở khu vực Đức Linh, Tánh Linh là rừng già, toàn nhóm 1, quý hiếm và rất có giá. Tất cả các thông tin nói trên, cơ quan công an Quảng Ngãi, Bình Thuận đều có. Một số báo chí cũng cho người điều tra và xác minh chi tiết và ly kỳ hấp dẫn hơn. Tóm lại, phần này chỉ đưa thêm tóm tắt một phần sự thật của người hùng, đó là Nguyễn Văn Đông trốn nghĩa vụ quân sự, gia đình chạy nợ vào Măng Tố lập nghiệp, chứ chẳng phải đau đáu ước mơ làm giàu để lo cho mình và giúp đỡ người khác. Thứ hai, anh em Nguyễn Văn Đông khởi nghiệp từ tiền vàng mà cha mẹ của Đông lừa đảo ở Quảng Ngãi trước năm 1975, chứ chẳng phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Giai đoạn đất nước chuyển mình từ kinh tế tập thể sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát sinh nhiều lỗ hổng pháp lý bị lợi dụng để làm giàu. Các đại gia lo sợ khả năng bị truy cứu trách nhiệm và thậm chí nhiều người bị tử hình về vụ EPCO Minh Phụng nổi tiếng. Chuyện Nguyễn Văn Đông trở thành anh hùng lao động là một chiến lược dài được tính toán kỹ càng và nhiều người giúp sức, nhưng tóm tắt lại như sau. Mục đích nếu được anh hùng trước hết là không bị án tử, những sai phạm sẽ được ân giảm hoặc cho qua, với mác anh hùng sẽ có điều kiện tiếp cận các quan chức cao hơn. Thời cơ đó là năm 2001, Trung ương điều ông Nguyễn Ánh Minh về Bình Thuận làm bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001-2005. Ông Nguyễn Ánh Minh quê ở Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 8-9, là phó ban tổ chức Trung ương, là ủy viên Trung ương duy nhất. Với kinh nghiệm phó ban tổ chức Trung ương về làm bí thư Bình Thuận, nên ông ổn định nhân sự Bình Thuận dễ dàng, trở thành lãnh chúa cát cứ một vùng. Lúc này Rạng Đông là một doanh nghiệp lớn trong tỉnh, giám đốc Nguyễn Văn Đông lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hai người cùng quê hương Quảng Ngãi, thân tình hơn anh em ruột. Có người nói Ánh Minh là Rạng Đông, tuy hai mà là một. Với quan điểm tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương phát triển nên từ đó Bình Thuận Rạng Đông kinh doanh không có đối thủ. Phần lớn các dự án giao thông do Rạng Đông thực hiện, đặc biệt là các dự án đổi đất lấy hạ tầng, sau này luật đầu tư công gọi là án BT, đã tạo điều kiện cho Rạng Đông thâu tóm hàng chục ngàn hecta đất dọc trục đường giao thông. Năm 2003 thực hiện thi hành án tử hình tăng Minh Phụng là cho nhiều đại gia lo lắng, đồng thời luật thi đua khen thưởng năm 2003 cũng có hiệu lực. Vậy là bí thư Nguyễn Ánh Minh có trách nhiệm giúp đỡ để cho người anh em đồng hương Nguyễn Văn Đông trở thành anh hùng, nhưng điều vướng mắc là lý lịch của Nguyễn Văn Đông. Với kinh nghiệm và quan hệ của người từng là phó ban tổ chức Trung ương Đảng, ông Nguyễn Ánh Minh tư vấn cho Nguyễn Văn Đông để có một bộ lý lịch trong sạch hoàn hảo và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các tỉnh như Bình Thuận, Quảng Ngãi. Một thuận lợi nữa là chủ tịch nước giai đoạn đó 1997-2006 là ông Trần Đức Lương, cũng là người Quảng Ngãi, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ. Vậy là Nguyễn Văn Đông trở thành anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay vẫn còn nhiều người viết đơn tố cáo Nguyễn Văn Đông khai gian lý lịch để phong anh hùng. Nếu nhà nước đã biết lý lịch của Nguyễn Văn Đông như vậy rồi mà vẫn chấp nhận phong anh hùng thì rõ ràng anh hùng Nguyễn Văn Đông này đã làm tủi hổ anh linh những người còn đất Việt đã anh dũng hy sinh để bảo vệ và mở rộng đất nước. Họ kiên trì đề nghị nhà nước thu hồi phong anh hùng Nguyễn Văn Đông, cũng như trường hợp anh Hồ Xuân Mãn ở Thừa Thiên Huế. Cùng một thời điểm, một con người không thể bảo đảm được hai vị trí là đại gia, đại doanh nhân và đại biểu Quốc hội. Không có thời gian làm tròn vai trò đại biểu Quốc hội. Không ông chủ doanh nghiệp tư nhân với hàng ngàn lao động mà là có thể bỏ ra một năm 2 đến 3 tháng trời chỉ để ngồi họp, trong khi có những cơ hội vụ việc cần phải trực tiếp giải quyết hàng ngày, hàng giờ, quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Mâu thuẫn mục tiêu. Trong khi ông chủ doanh nghiệp tư nhân phải đặt mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp của mình, thì đại biểu Quốc hội phải đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên hàng đầu. Nhưng khi các đại gia chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định làm đại biểu Quốc hội thì đó lại là một thương vụ cũng phải được hạch toán chi phí, tính hiệu quả đầu tư. Với tư cách đại biểu Quốc hội, các đại gia với tố chất kinh doanh trong máu sẽ thấy ngay hiệu quả. Có cơ hội để thiết lập quan hệ trực tiếp với các quan chức cấp cao trong chính phủ, các bộ ngành trung ương. Có điều kiện thấy được bức tranh tổng thể liên quan đến kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nắm được thông tin quy hoạch, kế hoạch, các dự án vĩ mô ở tầm quốc gia. Có quyền chất vấn quan chức để hạn chế nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến quản lý nhà nước về doanh nghiệp, dự án đầu tư, ít nhất cũng bảo vệ được cho doanh nghiệp của mình. Đó là chưa nói đến dùng đặc quyền của đại biểu Quốc hội tác động cho quan chức để tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, giành ưu thế về cho doanh nghiệp của mình, vân vân. Quốc hội Việt Nam một thời nổi lên các doanh nhân đại gia với những đợt sóng dư luận như đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, Châu Thị Thu Nga, Đỗ Thị Huyền Tâm, vân vân. Muốn trở thành đại biểu Quốc hội khóa 12 2007-2011 là chuyện rất đơn giản trong trò chơi thủ tục của những người làm tổ chức, hoàn toàn nằm trong khả năng của đại gia Nguyễn Văn Đông cùng với quyền hạn và năng lực, kinh nghiệm của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ánh Minh. Còn vấn đề bằng cấp cử nhân luật sư có người nêu ra là chuyện nhỏ đối với đại gia Nguyễn Văn Đông, và nếu lên đến giáo sư tiến sĩ cũng quá bình thường trong cái xã hội này. Một thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự cùng với gia đình trốn nợ vào Bình Thuận, Nguyễn Văn Đông làm nghề giai đoạn đó là phi pháp, từ buôn chuyến, bầu số đề, thậm chí từng có tiền sự. Sau này thành lập tổ hợp xây dựng, phát triển lên, gặp thời cơ trở thành người hùng của dân tộc, người đại biểu của nhân dân. Tất cả mọi người, mọi thời đại phải ngưỡng mộ. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm làm đại biểu Quốc hội, rất hiếm hoi thấy hình ảnh của ông Nghị Nguyễn Văn Đông trên nghị trường. Trong các phiên thảo luận hoặc phát biểu nào trước báo chí, như trên đã nói, trở thành đại biểu Quốc hội là một thương vụ của các đại gia, và thương vụ này thành công với người anh hùng Nguyễn Văn Đông. Các dự án mang tầm quốc gia ở Bình Thuận về cho tập đoàn Rạng Đông. Báo Đảng, báo Lê Đảng chỉ mới viết một phần theo hướng tích cực ca ngợi, phần còn lại đến khi nào đưa ra thì phải chờ. Bài viết này chỉ đưa thêm một phần sự thật. Trước năm 2015 có một lão thành cách mạng nghỉ hưu sống trên đường Trần Phú, thành phố Phan Thiết. Anh ruột ông tham gia cách mạng từ năm 1928 vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới thành lập. Thực dân Pháp bắt đầy khổ sai, chết năm 1935, được công nhận liệt sĩ năm 1996. Còn ông thoát ly gia đình, tham gia thanh niên cứu quốc từ trước năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông làm chủ tịch Ủy ban Tổng khởi nghĩa Tổng Quy Đức. Chính quyền Việt Minh thành lập, ông làm phó công an huyện Mộ Đức một thời gian, sau đó tham gia tình nguyện quân Hạ Lào. Ông biết rõ gia đình ông nội cùng với vụ cách mạng xử tử ông nội và các bác ruột Nguyễn Văn Đông. Chúng tôi không nêu tên người thế hệ trước đã mất. Chính ông là người phi ngựa cầm lệnh hỏa tốc từ Trung ương về để ngăn chặn sự lạm phát của quần chúng nhân dân giai đoạn Tổng khởi nghĩa. Ủng hộ nhà nước mở cửa đổi mới phát triển nhiều thành phần kinh tế, tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông làm ăn thì đồng ý, nhưng phong anh hùng thì cần phải cân nhắc rất thận trọng, bởi lẽ một việc xử những người theo đạo cao đài, theo phát xít Nhật như ông nội, bác ruột của Nguyễn Văn Đông giai đoạn đầu Tổng khởi nghĩa là đúng chủ trương của Đảng. Nếu không xử những người này thì không thể thành lập và ổn định được chính quyền cách mạng. Thứ hai, cha của Nguyễn Văn Đông giàu có từ nguồn tiền của kẻ bất hảo. Phong anh hùng chẳng khác nào vinh danh cho sự bất hảo, khuyến khích cho công dân bất chấp đạo lý, vi phạm pháp luật. Lúc đó cấm buôn bán, cấm bài bạc, cấm lô đề để làm giàu bằng mọi giá. Thứ ba, anh hùng là của dân tộc, là vinh danh sự hy sinh, cống hiến cao cả. Phong anh hùng cho kẻ trốn nghĩa vụ quân sự chỉ lo cho bản thân là xúc phạm những người lính, anh linh, liệt sĩ đã thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người thanh niên. Lúc đó là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở chiến trường Tây Nam và biên giới phía Bắc. Câu chuyện ông kể thường kết thúc bằng câu lợi ích vật chất quá lớn nên bằng mọi cách tụi nó đã đưa thằng Đông, con nhà TR, thành anh hùng rất nguy hại về sau. Thực tế cho đến nay vẫn còn nhiều người yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ và trả lời việc phong anh hùng cho Nguyễn Văn Đông. Ngư dân Bình Thuận có những câu nói như thế này: nếu đi máy bay mà ném cục đá xuống đất thì thế nào cũng rơi trúng đất của Nguyễn Văn Đông. Công ty Hoàng Minh Thành, tỉnh Rạng Đông, thành phố Phan Thiết. Có lần cựu chiến binh VMT chất vấn trực tiếp bí thư tỉnh ủy đương nhiệm lúc đó còn phó. Ông có nghe người ta đồn rằng tỉnh Bình Thuận bây giờ là tỉnh Rạng Đông, vì sao họ ví von như vậy? Thì được ngài phó bí thư trả lời: tôi có nghe tin đồn này là do tỉnh có ưu ái cho doanh nghiệp trong tỉnh Rạng Đông nên nhiều người ganh tị họ mới nói như vậy. Rạng Đông như thế nào mà được lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ưu ái suốt trong một thời gian dài như vậy? Điều này hoàn toàn không bất ngờ nếu như biết được Nguyễn Văn Đông là người làm nhân sự cho tỉnh. Câu chuyện làm nhân sự cho tỉnh được nhiều người nói, từ chuyện đồn thổi trong dân gian đến những quan chức và cả những người Quảng Ngãi thân quen với Nguyễn Văn Đông cũng nói đã nghe Đông tự hào nói về điều này. Nguyễn Văn Đông có nói là người làm nhân sự cho tỉnh hay không, không rõ, nhưng nghiệm ra thì đó là một điều có cơ sở. Ngược thời gian gần 20 năm trước, nội bộ tỉnh Bình Thuận đấu đá nhau mất đoàn kết. Trung ương phải điều ông Nguyễn Ánh Minh về làm bí thư tỉnh từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005. Ông Nguyễn Ánh Minh đi lên từ phong trào đoàn ở huyện Bảo Lộc, làm bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, giữa nhiệm kỳ ra Hà Nội là phó ban tổ chức trung ương tháng 9 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001, là ủy viên trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Ánh Minh được cấp cho ngôi nhà ở ngã ba Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dân Quảng Ngãi đi đâu cũng lập hội đồng hương, ở Sài Gòn cũng có đồng hương Quảng Ngãi gồm có quan chức cao cấp và đại gia. Qua giới thiệu của những người đi trước, Nguyễn Văn Đông làm quen với Nguyễn Ánh Minh từ khi còn là phó ban tổ chức trung ương. Đến khi Nguyễn Ánh Minh về Bình Thuận làm bí thư thì Nguyễn Văn Đông như là người thân quen trong nhà. Nguyễn Ánh Minh từ trung ương điều về chưa biết nhiều hệ thống nhân sự đang mâu thuẫn nhau ở tỉnh Bình Thuận. Thì Nguyễn Văn Đông là một doanh nhân làm ăn ở Bình Thuận hơn 10 năm. Đồng thời Nguyễn Văn Đông lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nên biết tường tận khá nhiều quan chức cấp huyện tỉnh. Nguyễn Văn Đông thường tư vấn cho Nguyễn Ánh Minh về công tác nhân sự để có một đội ngũ lãnh đạo đoàn kết thống nhất. Tùy từng người có công trạng gì với Rạng Đông mà Nguyễn Văn Đông sẽ nói chuyện theo hướng nào với người anh em thân tình. Quan trường Việt Nam có 10 năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu là có thật. Bước ngoặt của nhiều quan chức có khi chỉ cần một cơ cấu, thời cơ đến, chớp lấy, bứt phá vươn lên. Tất nhiên không thể quên ơn những người bắt đầu tác động. Thế giới đã có lã bất vi buôn vua thì Việt Nam có không ít người buôn quan. Câu người làm nhân sự cho tỉnh bắt đầu nổi lên từ đó, và chuyện Phan Văn Anh Vũ Vũ Nhôm chỉ vào một chủ tịch thành phố Đà Nẵng nói tao sẽ cho mày nghỉ việc là hoàn toàn có cơ sở. Từ khi Nguyễn Anh Minh làm bí thư tỉnh ủy và bắt đầu tạo tiền lệ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận làm việc cho công ty Rạng Đông, tiếp theo đó công ty Rạng Đông còn có tên là công ty Hoàng Minh Thành, là ghép của ba nhân vật quyền lực nhất tỉnh, đó là Hoàng là nguyên phó chủ tịch Lê Tú Hoàng, Minh là nguyên bí thư Nguyễn Ánh Minh và Thành là chủ tịch Huỳnh Tấn Thành. Sau này Nguyễn Văn Đông tham gia làm nhân sự cho tỉnh thì dư luận gọi tỉnh Bình Thuận là tỉnh Rạng Đông. Xem một đoạn đơn giản để phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước của ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên ủy viên Ban Trung ương khóa 4 và 5, bí thư tỉnh ủy Thuận Hải giai đoạn 1976 đến năm 1986 mới thấy xót xa. Quay lại đầu bài viết, câu nói của ông bí thư tỉnh ủy do tỉnh có ưu ái doanh nghiệp trong tỉnh Rạng Đông nên nhiều người ganh tị họ là hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù câu nói của ông quan đầu Đảng của tỉnh toàn sai. Thứ nhất, ưu tiên đến mức lách luật, vi phạm pháp luật. Thứ hai là không phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế theo quy luật thị trường, theo giai đoạn mở cửa. Còn biết tỉnh Bình Thuận ưu ái cho Rạng Đông như thế nào thì kiểm tra hoàn toàn đơn giản. Chúng tôi xin tạm dừng phần này ở đây. Và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong cái chương trình kế tiếp của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.